Dù đội tuyển bóng đá quốc gia phải dừng chân ở vòng tứ kết trên chính sân nhà, nhưng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump sắp tới được đánh giá sẽ là một chiến thắng lớn về địa chính trị. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, một vùng đất được đánh giá là trung lập. Cuộc gặp này được trông đợi suốt thời gian dài vừa qua, với hy vọng ông Putin và ông Trump sẽ ngồi lại với nhau, cứu vãn mối quan hệ đã xuống mức thấp nhất kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Kỳ vọng về đột phá tại hội nghị này là không nhiều, song bản thân việc hội nghị được tổ chức đã cho thấy rằng Mỹ thừa nhận tầm quan trọng và cần phải xem xét đến ý kiến của Moscow. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đây chính là một tín hiệu rõ ràng cho thấy thời điểm xấu nhất trong quan hệ Nga-Mỹ đã qua và có nghĩa là các lệnh trừng phạt sẽ có thể được nới lỏng. Thành công của cuộc gặp thượng đỉnh không phải là ở những gì họ cùng ký kết hay những gì họ cùng tuyên bố, mà chính là thông điệp rằng có thể bớt căng thẳng với vấn đề đầu tư vào nền kinh tế Nga. Tổng thống Trump, người suốt thời kỳ tranh cử đến nay vẫn bị điều tra về mối quan hệ với Nga, thường xuyên nhắc lại rằng ông muốn có một mối quan hệ tốt với Moscow, bất chấp những khúc mắc giữa đôi bên về vấn đề Ukraine, Syria và nhiều vấn đề căng thẳng khác. Ngay mới đây, trong phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bruxelles của Bỉ, ông Trump đã gọi ông Putin là đối thủ, chứ không phải kẻ thù, và bày tỏ hy vọng hai ông sẽ thân thiện với nhau hơn khi họp thượng đỉnh vào tuần tới. Thực tế là ông Trump không thực sự quan tâm tới vấn đề Ukraine. Theo như quan sát của tôi thì đó không phải là chủ đề lớn đối với ông ấy. Do đó, ông Trump sẽ lắng nghe ý kiến của phía Nga và sẽ có chỗ để thương lượng giữa đôi bên. Dư luận Nga đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp lần này, bởi rõ ràng so với Tổng thống Trump chỉ mới bước vào sự nghiệp chính trị kể từ sau khi thắng cử, thì Tổng thống Putin lão luyện hơn rất nhiều với hơn 18 năm khẳng định mình trên chính trường quốc tế.